Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Gia đình vui vẻ của Tâm Tâm. Trong video vào buổi trưa ngày hôm nay, ngày 8 tháng 10 năm 2021, Tâm xin gửi lời chúc sức khỏe và bình an đến tất cả mọi người. Hôm nay, Tâm Tâm cũng chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn những tin tức liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Và bây giờ, chúng ta cùng đi vào phần đầu tiên là báo cáo về số ca nhiễm tính đến buổi trưa ngày hôm nay. Hôm nay, tính đến buổi trưa 12 giờ thì số F0 trên địa bàn thành phố Cần Thơ là 37 ca, nâng tổng số ca nhiễm kể từ ngày 8 tháng 7 cho đến nay là 5.970 ca. Và hôm nay thì cũng truy vết là 2 F1 có liên quan. Trong số 37 ca thì trên địa bàn quận Ninh Kiều là 9 ca, Bình Thủy 4, Phong Điền 1, Cờ Đỏ 3 và ngoại tỉnh là 20 ca. Về tình hình phát sinh ca nhiễm thì gồm trong khu cách ly 26, trong khu phong tỏa 9 ca và tầm soát tại cơ sở y tế là 2 ca. Như vậy kể từ ngày 8 tháng 7 cho đến nay toàn thành phố ghi nhận là 5.970 ca, chỉ còn 30 ca nữa thôi là chạm mốc 6.000 ca nhiễm trên địa bàn thành phố. Và trong 14 ngày qua thì trên địa bàn thành phố ghi nhận 503 ca nhiễm và trong 7 ngày qua là 247 ca, trong đó thì ngoại tỉnh đã chiếm là 98 ca. Và trong vòng 14 ngày qua thì toàn địa bàn thành phố không ghi nhận ca tầm soát cộng đồng và chỉ ghi nhận là 183 ca trong khu phong tỏa, 284 ca trong khu cách ly tại nhà 12 ca và tầm soát tại cơ sở y tế là 24 ca, không ghi nhận ca trong tầm soát cộng đồng. Về xếp loại vùng nguy cơ trên địa bàn 9 quận huyện thì chỉ còn có địa bàn quận Ninh Kiều là nguy cơ cao. Thì trong địa bàn quận Ninh Kiều, các phường An Bình, Hưng Lợi, An Khánh là thuộc vùng bình thường mới, còn lại Cái Khế, Tân An, An Hòa, Xuân Khánh, An Nghiệp, An Phú, An Cư và Thới Bình là vùng nguy cơ. Chuyển qua thông tin về từng địa bàn có ghi nhận ca nhiễm tính đến buổi trưa ngày hôm nay thì đầu tiên là trên địa bàn quận Ninh Kiều gồm có 9 ca, gồm trong khu phong tỏa 7 ca, trong khu cách ly 2 ca. Cụ thể là trên địa bàn phường Tân An 5 ca trong khu phong tỏa, Cái Khế 2 ca trong khu phong tỏa, 2 ca trong khu cách ly. Tiếp theo là trên địa bàn quận Bình Thủy. Bình Thủy có 4 ca gồm trong khu cách ly 2 ca, trong khu phong tỏa 2 ca. Cụ thể là trên địa bàn phường Trà Nóc 2 ca trong khu phong tỏa và 2 ca ở An Thới là trong khu cách ly. Huyện Cờ Đỏ có 3 ca trong khu cách ly. Cụ thể là trên 3 địa bàn Thạnh Phú, Cờ Đỏ, Đông Hiệp, mỗi nơi 1 ca trong khu cách ly. Cuối cùng, đó là địa bàn huyện Phong Điền là có 1 ca tầm soát tại cơ sở y tế trên địa bàn Nhân Ái và 20 ca ngoại tỉnh thì gồm có 19 ca là trong khu cách ly và 1 ca tầm soát tại cơ sở y tế. Cụ thể thì trở về từ địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là 14 ca trong khu cách ly, Bình Dương 3 ca trong khu cách ly, Đồng Tháp thì tầm soát tại cơ sở y tế 1 ca, trở về từ Long An, Lai Châu là mỗi nơi 1 ca trong khu cách ly. Thì trên đây là báo cáo nhanh về tình hình dịch bệnh Covid-19 tính đến 12 giờ trưa ngày 8 tháng 10 năm 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Và tiếp theo thì chúng ta cùng chuyển qua những nội dung thông tin khác có liên quan trong buổi trưa ngày hôm nay. Trao đổi với phóng viên trang báo Cần Thơ, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, trong mấy ngày qua, kể từ ngày 1 tháng 10 khi các tỉnh phía Nam nới lỏng giãn cách xã hội từ chỉ thị 16 xuống chỉ thị 15, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, lượng người về quê tự phát rất nhiều. Thành phố Cần Thơ có khoảng 71.000 người đang sinh sống, học tập, lao động tại các tỉnh thành phía Nam, trong đó phần lớn là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Từ ngày 1 tháng 10 đến 17 giờ ngày 7 tháng 10, thành phố Cần Thơ tiếp nhận khoảng 10.674 người về, trong đó từ 4 tỉnh thành nêu trên là 8.666 người. Qua xét nghiệm sàng lọc tại chỗ, phát hiện 78 ca F0, chuyển đến các bệnh viện điều trị. Thành phố đã cách ly y tế tập trung khoảng 1.537 trường hợp, cách ly y tế tại nhà khoảng 8.361 trường hợp. Về công tác tổ chức đón tiếp, cách ly, điều trị thì Tâm Tâm cũng có chia sẻ đến mọi người trong video vào ngày hôm qua, video buổi sáng và buổi trưa. Và nhưng mà cũng có một số bình luận thắc mắc là cách ly tại nhà thì như thế nào? thì ông Trần Việt Trường cũng có trả lời về câu hỏi này. Đến nay thì thành phố có hơn 8.300 người về từ vùng dịch cách ly tại nhà, thì thành phố quản lý giám sát cách ly tại nhà như thế nào? Người cách ly và gia đình cam kết chấp hành quy định cách ly y tế tại nhà, nếu vi phạm quy định, chuyển sang cách ly tập trung. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức tiếp nhận, quản lý, theo dõi và kiểm tra, giám sát, ban hành quyết định cách ly tại nhà, đồng thời gắn bản cách ly y tế tại nhà, ghi rõ số ngày cách ly và ngày hoàn thành cách ly, hướng dẫn người dân về việc tuân thủ nghiêm các quy định về cách ly tại nhà, đảm bảo lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người cách ly. Chính quyền địa phương, công an, tổ Covid-19 kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định cách ly y tế tại nhà, trạm y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm định kỳ cho các đối tượng cách ly tại nhà, trong đó có ít nhất một lần xét nghiệm PCR. Thành phố chỉ đạo Sở Y tế hướng dẫn người dân tự theo dõi, chăm sóc sức khỏe tại nhà. Về phần hỗ trợ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, thì thành phố cũng có chính sách hỗ trợ người dân. Đó là người đi cách ly tập trung được hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng một ngày từ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố quản lý. Ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí đưa đón từ cơ sở địa điểm phát hiện đối tượng phải thực hiện cách ly y tế đến cơ sở cách ly y tế tập trung, chi phí xét nghiệm, chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế tập trung với tổng chi phí là 40.000 đồng một ngày một người. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, người dân tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà, tùy theo điều kiện hoàn cảnh cụ thể của từng đối tượng. Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn xem xét hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân. Nếu người dân cách ly tại nhà, thành phố hỗ trợ 15 kg gạo, nguồn gạo Cục Dự trữ Trung ương cấp, xã hội hóa và 500.000 đồng theo quyết định 2362 ngày 28 tháng 9, 2021. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho bà con, đảm bảo cuộc sống trong lúc khó khăn, không để người dân thiếu đói, thiếu mặc và thiếu chăm sóc y tế. Thông tin tiếp theo liên quan đến vaccine. Thêm 397.800 liều vaccine Pfizer do Mỹ tặng đã về tới Việt Nam. Sáng ngày 8 tháng 10, 397.800 liều vaccine Pfizer, BioNTech đã về đến Hà Nội, nâng tổng số vaccine Mỹ viện trợ cho Việt Nam tới nay lên là gần 8,5 triệu liều. Thông báo của Tổng lãnh sự quán Mỹ trên Facebook viết, lô vaccine này là minh chứng cho cam kết của chúng tôi đối với Việt Nam nhằm chống lại đại dịch Covid-19. Tổng lãnh sự quán Mỹ cũng cho biết sẽ có thêm nhiều vaccine nữa trong vài ngày tới về đến Việt Nam. Tính cả lô vaccine về Hà Nội sáng nay, 8 tháng 10, riêng trong tháng 10 năm 2021, Mỹ đã có 3 đợt chuyển vaccine cho Việt Nam. Trước đó, ngày 7 tháng 10, 608.400 liều vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Trước đó nữa, ngày 2 tháng 10, 1.499.940 liều vaccine Pfizer-BioNTech do Mỹ tài trợ về đến Việt Nam thông qua cơ chế COVAX. Mỹ và Việt Nam đã hợp tác nhằm nâng cao năng lực của Việt Nam trong ứng phó với đại dịch Covid-19 dựa trên nền tảng quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia và nguồn hỗ trợ trị giá hơn 1 tỷ USD từ Mỹ trong những năm qua nhằm giúp Việt Nam phát triển hạ tầng y tế. Ngoài việc trao tặng gần 8,5 triệu liều vaccine cho Việt Nam, từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu, Mỹ đã cam kết các khoản hỗ trợ trị giá 26,7 triệu USD để giúp Việt Nam ứng phó với đại dịch. Trên đây là một số nội dung thông tin mà Tâm Tâm chia sẻ đến cô chú, anh chị và các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay, 8 tháng 10. Bây giờ Tâm xin tạm dừng video của mình ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Bye bye!